Chương 8. Tương ưng loài rồng, chủng loại, nhân duyên ở Savatthi. Này các tỷ kheo, có 4 loại Naga, rồng, rắn. Về sanh chủng, thế nào là 4? Loại Naga từ trứng sanh, loại Naga từ thai sanh, loại Naga từ ẩm ướt sanh, loại Naga hóa sanh. Này các tỷ kheo, đây là 4 loại Naga theo sanh chủng. Diệu thắng, nhân duyên ở Savatthi. Này các tỷ kheo, có 4 loại Naga. Về sanh chủng, thế nào là 4? Loại Naga từ trứng sanh, loại Naga từ thai sanh, loại Naga từ ẩm ướt sanh, loại Naga hóa sanh. Tại đây, này các tỷ kheo, loại Naga từ thai sanh, loại từ ẩm ướt sanh và loại hóa sanh thù thắng hơn loại Naga từ trứng sanh. Tại đây, này các tỷ kheo, loại Naga từ ẩm ướt sanh và loại hóa sanh thù thắng hơn loại Naga từ trứng sanh và từ thai sanh. Tại đây, này các tỷ kheo, loại Naga hóa sanh thù thắng hơn loại Naga từ trứng sanh, loại từ thai sanh và loại từ ẩm ướt sanh. Này các tỷ kheo, đây là 4 loại Naga theo sanh chủng. Uposatha. Một thời, Thế Tôn ở Savatthi Jetavana, tại vườn ông Anathapindika. Rồi một tỷ kheo đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn: Do nhân gì, do duyên gì, bạch Thế Tôn, ở đây một số Naga từ trứng sanh sống giữ hành Uposatha và từ bỏ thân của chúng. Ở đây này tỷ kheo, một số Naga từ trứng sanh suy nghĩ như sau: Trước đây chúng ta đã làm hai hạnh về thân, hai hạnh về lời nói, hai hạnh về ý. Do chúng ta làm hai hạnh về thân, hai hạnh về lời nói, hai hạnh về ý ấy, sau khi thân hoại mạng chung, chúng ta sanh cộng trú với các Naga do trứng sanh. Nếu nay chúng ta làm thiện hạnh về thân, thiện hạnh về lời nói, thiện hạnh về ý, như vậy khi thân hoại mạng chung, chúng ta có thể sanh thiện thú thiên giới, thế giới này. Vậy nay chúng ta hãy làm thiện hạnh về thân hạnh, thiện hạnh về lời nói, thiện hạnh về ý. Do nhân này, do duyên này, này tỷ kheo, ở đây một số Naga do trứng sanh sống giữ hạnh Uposatha và từ bỏ thân của chúng. Uposatha, nhân duyên ở Savatthi. Rồi một tỷ kheo ngồi xuống một bên, tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn: Do nhân gì, do duyên gì, bạch Thế Tôn, ở đây một số Naga từ thai sanh sống giữ hạnh Uposatha và từ bỏ thân của chúng như kinh trước. Do nhân này, do duyên này, này tỷ kheo, ở đây một số Naga từ thai sanh sống giữ hạnh Uposatha và từ bỏ thân của chúng. Uposatha như kinh trước, chỉ thế vào loại Naga từ ẩm ướt sanh. Uposatha như kinh trước, chỉ thế vào loại Naga hóa sanh. Nghe nhân duyên ở Savatthi, ngồi xuống một bên, tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn: Do nhân gì, do duyên gì, bạch Thế Tôn, ở đây một loại chúng sanh sau khi thân hoại mạng chung được sanh cộng trú với các Naga từ trứng sanh. Ở đây này tỷ kheo, một loại chúng sanh làm hai hạnh về thân, làm hai hạnh về nói, làm hai hạnh về ý. Chúng nghe nói như sau: Loại Naga từ trứng sanh được thọ mạng lâu dài, nhan sắc thù thắng, hưởng thọ nhiều lạc. Chúng suy nghĩ như sau: Ôi, mong rằng sau khi thân hoại mạng chung, chúng ta có thể sanh cộng trú với loài Naga từ trứng sanh. Sau khi thân hoại mạng chung, chúng được sanh cộng trú với loài Naga từ trứng sanh. Do nhân này, do duyên này, này tỷ kheo, ở đây một loại chúng sanh sau khi thân hoại mạng chung được sanh cộng trú với các Naga từ trứng sanh. Nghe như kinh trước, chỉ thế vào loại Naga từ thai sanh. Nghe như kinh trước, chỉ thế vào loại Naga từ ẩm ướt sanh. Nghe như kinh trước, chỉ thế vào loại Naga từ hóa sanh. Ủng hộ bố thí, ngồi xuống một bên, tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn: Do nhân gì, do duyên gì, bạch Thế Tôn, ở đây một số chúng sanh sau khi thân hoại mạng chung được sanh cộng trú với các Naga từ trứng sanh. Ở đây này tỷ kheo, có loại chúng sanh làm hai hạnh về thân, làm hai hạnh về lời nói, làm hai hạnh về ý. Chúng nghe nói như sau: Các Naga từ trứng sanh thọ mạng lâu dài, nhan sắc thù thắng, thọ hưởng nhiều lạc. Chúng suy nghĩ như sau: Ôi, mong rằng sau khi thân hoại mạng chung, chúng ta được sanh cộng trú với các Naga từ trứng sanh. Chúng bố thí đồ ăn, sau khi thân hoại mạng chung, chúng được sanh cộng trú với các Naga từ trứng sanh. Do nhân này, do duyên này, này tỷ kheo, ở đây một loại chúng sanh sau khi thân hoại mạng chung được sanh cộng trú với các Naga từ trứng sanh.
chúng bố thí đồ uống, chúng bố thí vải mặc, chúng bố thí xe cộ, chúng bố thí vòng hoa, chúng bố thí hương, chúng bố thí hương liệu xoa bóp, chúng bố thí ngọa cụ, chúng bố thí nhà cửa, chúng bố thí đèn dầu. Sau khi thân hoại mạng chung, chúng được sanh cổng chú với các Naga từ chứng sanh. Do nhân này, do duyên này, này tỷ kheo, ở đây một loại chúng sanh sau khi thân hoại mạng chung được sanh cổng chú với các Naga từ chứng sanh, ủng hộ bố thí. Như kinh trên, câu hỏi được đặt ra với ba loại Naga còn lại và câu trả lời nói lên theo mỗi trường hợp. Với ba loại Naga